Bây giờ tôi nhắc lại là lúc trước, lúc nãy chúng ta hút chân không thì cái hiện trạng lúc đó như thế nào? Tức là sau khi hút chân không, hệ thống bên trong là đang là chân không hết rồi ha, và các van này đang đóng, hai van này đang đóng với nhau, đang bằng đóng với nhau. Cái đường màu vàng này nè, cái ống màu vàng này đang nối với lại cái máy hút chân không. Do bây giờ chúng ta tháo cái đường màu vàng này ra và chúng ta gắn nó với lại cái bình ga, nên là chúng ta phải có thêm một cái động tác nữa, đó là động tác xả gió trên cái đường ống màu vàng này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu quan sát nhé. Thì chúng ta bắt đầu là dời cái ống vàng này, dời ống vàng này qua bình ga. Trên cái bình ga lưu ý là có một số cái là chúng ta có thể nối dây trực tiếp cái đầu nối màu vàng này vào cái bình ga. Có một số loại là không có nối trực tiếp được thì chúng ta đi ra mấy chỗ bán đồ điện lạnh á, chúng ta sẽ mua một cái đầu đổi trên đây nha. Chứ đừng có cố gắng là gắn vô bằng mọi cách, bằng mọi giá là nó hư nha, nó có một cái đầu chuyển. Khi quá trình chúng ta dời từ máy nén qua bình ga thì ống vàng chúng ta đã có không khí lọc vào đường ống. Rồi lúc này chúng ta lưu ý nè, ở cái đường cái van này đang đóng, van này đang đóng, nên là cái chuyện mà gió không khí á, nó lọt vào cái đường ống bên cái dây đỏ dây xanh này là không có ha. Bây giờ gió nó chỉ có là ở cái đường vàng này nè, lúc chúng ta mới nối vô trong cái bình ga này ha, nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xả gió. Bây giờ lưu ý luôn là ở trên cái này là cái đồng hồ này của Toyota thì nó có một cái van xả gió ở đây, thì chúng ta nhấn vào nó giống như cái van của xe đạp vậy đó, cái bánh xe đó, nhấn vào thì nó xả gió đằng này thôi. Còn riêng cái đồng hồ này nó có một cái van ngay đây. Rồi chúng ta quan sát tiếp nha. Thì chúng ta sẽ mở khoang của bình ga ra để áp sức trong bình ga đẩy qua ống vàng, và chúng ta chỉ cần nới lỏng ở đây để xả. Rồi bây giờ chúng ta như cách ông này ông nói là chúng ta dùng cái áp suất cho bình ga để mà đẩy không khí đi ra ngoài đây, thì ông này ông chọn cách là ông mở cái này, tại vì ông quen cái thói quen của ông ha, là ông cứ quen ông làm vậy. Chứ nhưng mà riêng cái đồng hồ này á, là nó có cái nút để mà xả gió ngay chỗ này nè đó, tương tự như cái nút này ở của bên Toyota đó, thì đây là nó cái nút này nè, thì ông quên cái này, ông không mở này ra nên ông xả gió bằng cái cách kia. Thì nhân tiện đây tôi nói luôn ha, thì nếu mà trên khi chúng ta làm dùng đồng hồ mà nó không có cái nút xả ra vậy, thì chúng ta có thể dùng bằng cách là chúng ta mở ra, chúng ta nới ra theo như cách của ông này cũng làm vậy đó. Thả cái không khí mà chúng ta dời ống qua và chúng ta xả ở đây. Rồi chúng ta nghe tiếng tì ha. Rồi chúng ta dặn lại chừng khoảng 30 giây chúng ta dặn lại. Mà coi như là cái khí ga sẽ đẩy không khí trong đường ống vàng ra ngoài. Tức là kêu là đuổi ga, dùng ga để đuổi không khí ra ngoài. Xong, đây là cái phần mà chúng ta xả gió trên nhóm. Rồi chúng ta coi như chúng ta đã xả gió xong rồi nhé.